nữ ca sĩ Hàn Quốc dễ si tình của Hoàng Thùy Linh ở Hội An, ca sĩ Georgina đội nón lá, dễ si tình khi ngồi trên thuyền thúng. Nữ thần tượng cùng gia đình du lịch tại Hội An, Đà Nẵng. Tối ngày 18 tháng 4, nữ ca sĩ Georgina chia sẻ hình ảnh du lịch cùng gia đình tại Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam thích thú khi cô đội nón lá, dễ bằng thích si tình của Hoàng Thùy Linh trên thuyền thúng. Đoạn video Georgina dễ si tình nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của phóng viên. Nữ thần tượng dự kính lịch trình, không rõ thời điểm cụ thể Georgina sang Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ clip anh trai cho Sumin trải nghiệm trò múa thuyền thúng đặc sắc ở rừng giữa bảy mẫu. Sumin nói anh chóng mặt sau khi quay cuồng với nét độc đáo đầy kích thích này. Georgina sinh năm 1999, nổi tiếng khi tham gia chương trình Produce 48 và giành xuất ra mắt trong nhóm nhạc dự án EZ On Air. Sau khi nhóm EZ On Air tan rã, Georgina ra mắt solo được khán giả đón nhận. Sumin, anh trai Georgina từng là thần tượng nhóm nhạc Coast Pro và Speed. Si tình của Hoàng Thùy Linh vẫn gây sốt ở Hàn Quốc. Không chỉ được nhiều nghệ sĩ dễ theo điệu nhạc remix bắt tay, ca khúc còn được lồng ghép vào những chương trình giải trí. Tập Running Man phát sóng ngày 19 tháng 4, diễn viên xin chia ân cùng các đồng nghiệp thực hiện thử thách nhảy vũ đạo các bài hát, trong đó có Si Tình. Trong đêm nhạc kỷ niệm 11 năm ra mắt của The Mixo, thành viên Bích Quyên hát câu Tình 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 Tang đang tính và Giang do nhảy vũ đạo hot trên TikTok. Trước đó, khán giả hào hứng khi thấy các thành viên Super Junior nhảy theo điệu nhạc Si Tình khi tổ chức concert tại Việt Nam. Nhóm nhạc nổi tiếng cho biết đã chuẩn bị món quà cho phát triển và hy vọng được phát yêu thích, đón nhận. Nhiều thần tượng góp phần lăng xê ca khúc này như Lee Seo Hoon, nhóm Winner, Ji Hoon và Winsup của nhóm nhạc Jesu, Moonbin và Sanha của nhóm Astro Kaiser và chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội. Ngay cả dần đầu tiên bóng trổ Lisa Hyeon và Kim Chang Kyum cũng không thoát khỏi sự cuốn hút của ca khúc. Hai nữ vận động viên dễ si tình trong một trận đấu hút hàng chục triệu lượt xem. Si Tình từng góp mặt trong danh sách 50 ca khúc viral nhất Spotify Hàn Quốc, cả bản gốc hạng 16 và bản remix hạng 23. Không chỉ vậy, ca khúc còn được ưa chuộng tại Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Báo Hàn Quốc nhận định Si Tình vượt qua rào cản ngôn ngữ, trở thành xu hướng vì có giai điệu hay. Tuy nhiên, giống như Gangnam Tempusai đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, Macarena của Los Del Rio đã đứng đầu Billboard Hot 100 trong 14 tuần liên tiếp. Không gì là không thể. Nếu bạn thấy nhiều người vô tình nhảy theo một bài hát tiếng Việt, đó là chuyện ngôn ngữ trong đó có thể không quá quan trọng, miễn là bài hát hay, Trang Bích Kiều viết. Cũng trong ngày 18 tháng 4, một số bất ngờ và trang tin tức Trung Quốc đăng tin Diệp Vũ sẽ diễn Si Tình cùng với Ella, Ngô Thiến, Trương Gia Nghê trong chương trình Đạp Gió 2023, đội của cô giành chiến thắng. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức vì Si Tình là ca khúc tiếng Việt được yêu thích trên Douyin, TikTok Trung Quốc.